Không thể dùng hình tượng của Phật Bồ Tát. Tại sao vậy? Đây là vật cúng, là phẩm vật để cúng dường. Không thể dùng Phật Bồ Tát để cúng dường Phật Bồ Tát. Vậy thì còn nói làm gì nữa? Trên chánh điện, bên cạnh tượng địa tạng Bồ Tát, chúng ta treo tràng phan. Trên phan cũng viết Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Dùng địa tạng Bồ Tát cúng dường địa tạng Bồ Tát. Chúng ta phải sửa. Người khác làm sao thì không cần phải để ý đến. Lúc hàng quán trưởng dạng sanh, tôi bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc tôi ở cái bên giường bệnh, thấy bệnh tình của bà rất nặng. Nghĩ đến, chúng ta mặc áo hải thanh màu vàng, cà xa màu đỏ, không đúng như Pháp. nghĩ ngay đến việc nhất định phải như Pháp. Người ta làm sao thì chúng ta không cần biết. Chúng tôi lập tức thay đổi màu áo. Đã cảm ứng được A-di-đà Phật chứng minh cho chúng tôi. Bởi vì hàng quán trưởng bị bệnh rất nặng. Thư viện chúng tôi có hơn hai mươi mấy người xuất gia. Hết thảy đều thay đổi y phục. Phải nhờ thợ may gắn hết sức may giúp chúng tôi. Tôi vừa khởi lên ý niệm này. Ông chủ tiệm may liền có cảm ứng được a di đà Phật thông báo cho ông biết. Dặn ông phải may gấp cho chúng tôi. Tôi bảo sư ngộ đạo thông báo cho chủ tiệm may. Nhờ họ tối hôm đó đến thư viện đo kích thước áo cho chúng tôi. Tối hôm đó, trước giờ giảng kinh, ông ta đã đến. Tôi liền bảo với ông, hy vọng có tiệm may nhanh một chút cho chúng tôi thì tốt. Ông nói, con biết rồi, chúng tôi rất ngạc nhiên. Ông làm sao biết được? Hồi trưa, A-di-đà Phật bảo với ông, Thư viện có việc gấp, nhờ ông làm nhanh cho họ. Cho nên ông đã chuẩn bị sẵn đầy đủ vật liệu. a di đà Phật thông báo cho ông. Chúng ta làm đúng như Pháp. Nếu không như Pháp, thì tại sao Phật thông báo cho ông biết đây là như Pháp? Thế nên chúng tôi bèn thay đổi màu áo. Nghe nói hiện nay y 25 điều màu cà phê đều có thể mua được ở cửa hàng bán tăng phục như vậy tốt Chúng ta đề xướng Do đó Không được thiêu danh hiệu Phật Bồ Tát Trên tràng phan bạo cái Phải biết Đây là vật để cúng dường Chúng ta muốn cúng dường phải dùng tâm kiền thành của chúng ta để cúng dường. Như vậy mới tốt. Nếu không có chánh pháp, bạn theo trạng phát bạo cái chỉ là hình thức bề ngoài, không có nội dung. Giống như niệm Phật đường hiện nay của chúng ta. ở đây phải nên treo phan dãn đường treo tràng để thông báo hôm nay giảng kinh. Lúc trước làm vậy là tin tức, thông báo cho mọi người biết đạo tràng này hôm nay giảng kinh. Trên cột cờ chúng ta treo dấu hiệu này, người ta nhìn thấy liền biết hôm nay có giảng kinh. Hôm nay đạo tràng có cộng tu. Phan là biểu thị cho cộng tu. Hiện nay làm vậy là một cách kỷ niệm, bởi vì trong thành phố đều là nhà cao tầng sát nhau, bạn kêu cờ người ở bên ngoài không nhìn thấy. Hiện nay chúng ta dùng báo chí để thông báo, dùng điện thoại để truyền đạt đây là ý nghĩa của tràng phan cái là bảo cái đây là treo trên đỉnh đầu của tượng phật ý nghĩa tiêu biểu pháp của nó là phòng ngừa ô nhiễm ngày nay chúng ta gọi là bảo vệ hoàn cảnh dùng phương pháp gì để phòng ngừa ô nhiễm dùng giảng kinh thuyết pháp giảng kinh thuyết pháp chính là phòng ngừa ô nhiễm từng giờ từng phút nhắc nhở bạn giúp bạn giác ngộ Cho nên, bạn phải hiểu được ý nghĩa. Phải thật sự làm. Do đó, có thể biết, treo phan là đề xướng cộng tu. Treo tràng chính là giảng kinh thuyết pháp. Danh và thực đều phù hợp. Đốt đèn tiêu biểu cho cái gì xả mình vì người thiêu đốt chính mình soi sáng người khác dùng cách đói hiện nay chính là hy sinh phụng hiến mang lại lợi ích cho chúng sanh thì bạn thật sự đốt đẹp phải hiểu được tất cả đều là biểu pháp mọi người không hiểu ý nghĩa này cách biểu thị này không có người hiểu không có người biết thì đó cởi tác dụng gì được do đó mọi người nhất định phải hiểu rõ muốn mọi người đều hiểu thì nhất định phải dạng kinh giáo của Phật cho rõ ràng tường tận. Sau đó, những việc làm này mới sanh ra hiệu quả. Hoặc chuyển đọc tôn kinh. Phía trước, dùng một chữ chuyển đọc kinh tại sao phải chuyển đọc tôn kinh chuyển có nghĩa là gì chuyển biến ý niệm của chúng ta sau khi đọc kinh ý niệm của chúng ta đều là ý niệm của lục đạo luân hồi tâm luân hồi chuyển trở lại học phật bồ tát chuyển tâm luân hồi thành tâm bồ đề chuyển nghiệp luân hồi thành nghiệp bồ tát học phật phật không còn tại thế Vậy thì phải học bằng cách nào? Chỉ có cách nương theo kinh điển. Tam bảo. Lúc Phật còn tại thế thì tam bảo đầy đủ. Lấy Phật làm đệ nhất. Phật không còn tại thế. Chỉ còn hình tượng của Phật lưu lại thế gian. Làm kỷ niệm cho chúng ta. Vì thế lấy pháp bảo làm đệ nhất. Y giáo vụ hành phải đọc kinh phải nghiên cứu nghĩa kinh đọc xong phải hiểu hiểu xong phải làm hoặc cúng dường phật tượng cập chư thánh tượng thánh tượng chính là tượng bồ tát cúng dường hình tượng phật bồ tát có hai ý nghĩa một ý nghĩa là để báo ơn. Giống như người Trung Quốc chúng ta trong nhà cúng bài vị tổ tiên vậy. Mai tán thành tâm, tế tự tận lòng. Đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa báo ơn. Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, niệm niệm không quên thầy. Ý nghĩa thứ hai là thấy người hiền, liền khởi ý niệm tôi muốn học giống các ngài. Thường đặt hình tượng Phật Bồ Tát để ở trước mặt chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải học giống các ngài. tôi cúng dường quán thế âm bồ tát tôi hy vọng trở thành quán thế âm bồ tát tôi cúng dường a di đà phật là hy vọng mình trở thành a di đà phật phải giống như các ngài là ý nghĩa như vậy